Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Nhân rộng duyên lành, lan tỏa hạnh phúc. Nhân dịp xuân Đinh Dậu 2017, tôi đi cùng anh Lâm Việt Quốc thăm và tặng quà cho một số gia đình ở xã Vũ Hòa, huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận. Bà con rất hồ hởi và đón chào anh Quốc rất thân tình. Sự vui mừng và nồng nhiệt này không phải vì anh Quốc mang quà đến, mà vì anh mang cho bà con sức khỏe và hạnh phúc nhờ ăn gạo nước theo thực dưỡng. Anh cũng rất vui khi thấy bà con phấn khởi và vui tươi yêu đời, sức khỏe phục hồi. Trước đây 2 năm, họ heo hon buồn bã vì mang trong người bệnh nan y, người bị ung thư, người bị tiểu đường, người bị suy thận, người bị đau nhức xương khớp. Gặp được pháp quý, trước đây cũng như bây giờ, anh Quốc luôn quan tâm đến ăn uống và sức khỏe, nhưng không dành thời gian tìm hiểu thức ăn và nguyên nhân của bệnh tật, mà chỉ lo làm ăn. Anh không bằng lòng với sức khỏe của mình và luôn lo lắng về sức khỏe, rất sợ mắc bệnh. Anh luôn tự hỏi, không biết lúc nào sẽ bị tiểu đường, lúc nào sẽ bị cao huyết áp, ung thư và nhiều bệnh nan y khác. Hàng năm đều đi khám sức khỏe định kỳ và thường xuyên lo lắng khi đi khám sẽ phát hiện ra bệnh nan y trong người. Nỗi lo này kéo dài trong nhiều năm. Anh không thoát khỏi bệnh tật, anh bị gan nhiễm mỡ, men gan cao mấy năm liên tục, bác sĩ bảo không chữa được và khuyên nên tập thể dục hàng ngày. Anh còn bị viêm mũi dị ứng, thường xuyên gây hắt hơi và sổ mũi khi gặp mùi lạ hoặc thời tiết thay đổi, gây khó chịu và phiền phức. Bác sĩ khuyên nên chấp nhận sống chung với nó, không chữa lành được. Tuy vậy, anh luôn tìm cách chữa bệnh cho mình. Giữa năm 2014, anh biết đến thực dưỡng qua một người bạn. Anh bạn hướng dẫn rất ân cần, giống như anh hướng dẫn lại cho bà con ở Vũ Hòa vậy. Rồi anh bắt đầu nghiên cứu và áp dụng. Sau một thời gian ăn gạo lứt, bệnh viêm mũi dị ứng hầu như biến mất. 2 năm nay đã ổn định, lâu lâu cũng lại bị hắt hơi. Đó là dấu hiệu cảnh báo rằng anh đã ăn hơi nhiều thức ăn âm. Chỉ cần điều chỉnh thức ăn dương hơn là hết hắt hơi ngay, gây chứng gan nhiễm mỡ và men gan cao. Bây giờ anh không còn sợ nữa vì biết rằng những chứng này do ăn uống nhiều thức ăn âm sinh ra. Chỉ cần sử dụng thức ăn dương để trung hòa thì các chứng này sẽ mất đi theo quy luật có thủy có chung, có sinh ra là có mất đi. Trước đây anh uống nhiều nước, nước mang tính âm, mỗi ngày uống 4-5 lít nước. Do đó làm cổ lúc nào cũng cảm thấy khô, gắt và khát nước. Uống nước nhiều làm người phát phì, lúc đó anh nặng 68kg, trong khi chiều cao là 1,57m. Bây giờ anh còn khoảng 60kg và đang cố gắng giảm dưới 55kg mới tốt. Ngày xưa ăn rất ngọt, rất cay, rất mặn, lại còn ăn khuya, ăn đồ chiên giòn và nhiều tật xấu trong ăn uống. Bây giờ không còn ăn thái quá như vậy nữa. Anh nói may mắn là anh không thích ăn trái cây mang tính thịnh âm. Ăn thực dưỡng thấy hiệu quả, anh nghĩ đây là phước duyên tốt của mình. Tư duy sáng suốt hơn, thường nghĩ ra những điều hay, giải pháp tốt, trí nhớ tốt hơn, nói nhiều hơn không mệt, đứng lâu hơn, đi nhiều cũng không thấy mệt mỏi, sống lạc quan hơn, có vài hướng đi mới trong cuộc sống, khả năng chịu lạnh tốt hơn. Mới đây anh đến Đà Lạt và cảm thấy rất mát, cả nhóm mặc áo lạnh nhưng anh không cần. Đi chợ đêm, lúc 11 giờ vẫn thấy mát và rất sảng khoái. Từng làn gió thổi qua da mát rượi, nhưng các bạn khác thì thấy lạnh. Anh thấy mát mẻ khi đến Hồng Kông, Trung Quốc và Gia Lai, chứ không thấy lạnh như những người khác. Bây giờ anh tự tin với sức khỏe của mình. Từ nhỏ, anh có tính là khi thấy cái gì tốt, liền phổ biến cho người khác, hiểu được ăn uống và giúp sức khỏe mạnh và lành bệnh. Anh thường hỏi thăm bạn bè và người thân về sức khỏe, rồi anh chia sẻ thực dưỡng để họ biết cách gìn giữ sức khỏe. Anh nói cứ chia sẻ còn người ta có áp dụng hay không là tùy dòng người ta. Cách này 2 năm thì anh xã Vũ Hòa Đức Linh, quê của một người bạn, chơi cùng kết hợp làm từ thiện phát quà cho bà con. Trong chuyến đi này anh biết được vài người có hoàn cảnh khó khăn, vừa mang bệnh nan y nữa nên đã chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm chữa bệnh bằng thực dưỡng. Có người mang bệnh ung thư, có người bị tiểu đường, người khác bị suy thận. Những bà con này nghe xong rất quan tâm và quyết định ăn gạo lứt để trị bệnh. Anh phát tâm tài trợ gạo lứt cho những gia đình này. Sau một thời gian ăn gạo lứt, những bà con này có người hết bệnh, có người bệnh thuyên giảm, từ từ tiếng lành đồn ra và bây giờ có hơn 10 nhà ăn gạo lứt để trị bệnh cho anh tài trợ. Những minh chứng thực tế qua những người hết bệnh nan y nhờ ăn gạo lứt do anh tài trợ đã tăng thêm lòng tin của anh đối với gạo lứt và phương pháp thực dưỡng. Đây là dịp anh tận mắt nhìn thấy quá trình chữa lành bệnh từ một người bệnh tật rồi ăn gạo lứt đến hết bệnh. Trước đây anh chỉ thấy những người hết bệnh rồi họ kể lại chứ không thấy quá trình họ ăn trong lúc trị bệnh. Niềm tin này sẽ khích lệ anh tiếp tục nhân rộng hình thức từ thiện này ở các nơi khác. Anh có ý định phát triển cách làm từ thiện này đến già mới thôi. Anh tâm sự giúp một người bệnh không những thoát bệnh tật mà còn có được sức khỏe tốt và tinh thần vui vẻ lạc quan yêu đời, nên họ sẽ làm việc tốt. Nếu là người nghèo thì họ dễ dàng thoát nghèo,
Nếu là người giàu, họ sẽ quay lại giúp đỡ người bệnh khác, một hình thức làm từ thiện hiệu quả và bền vững. Đây là cơ duyên cho anh được làm từ thiện, góp một tay xoa dịu nỗi đau bệnh tật. Anh nói ngoài việc lo gia đình mình còn phải sống như thế nào, để mọi người cùng tốt, đó là giá trị sống. Khi chưa gặp thực dưỡng thì chú trọng tạo công ăn việc làm cho người nghèo khổ, tức cho lưỡi câu chứ không phải chờ giao từ thiện để sống. Khi gặp thực dưỡng thì càng tốt, kết hợp ăn uống để cho họ khỏe, không còn bệnh. Điều này thật tuyệt vời, nhất là những người đang bệnh rất cần kiến thức này để họ hết bệnh, phải phổ biến càng sớm càng tốt. Nhiều người bệnh nan y không có kiến thức này, họ có thể mất mạng hoặc tốn kém rất nhiều nhưng vẫn không hết bệnh. Thực dưỡng vốn không tốn kém nhiều mà hiệu quả và an toàn. Thay vì tốn kém nhiều tiền bạc cho thuốc men và mất thời gian, chỉ cần thay đổi ăn uống là hết bệnh. Đây là phương pháp tốt để phục hồi sức khỏe cho cộng đồng. Anh mong muốn những người khác tham gia cách làm từ thiện này. Có người mỗi năm bỏ ra vài trăm triệu để làm từ thiện rồi cũng mau hết. Một người ăn thực dưỡng, một tháng tốn không bao nhiêu, sau một thời gian ngắn là họ được khỏe mạnh và có thể tự đi làm để kiếm tiền được. Anh sẵn sàng tài trợ cho những người bệnh muốn hết bệnh bằng thực dưỡng. Anh nói khi thấy người khác áp dụng thực dưỡng có kết quả tốt thì vui lắm. Niềm vui này không thể diễn tả được, mình đã trải qua rồi nên mình cũng muốn người ta như vậy. Hạnh phúc là đây, hạnh phúc là phục hồi được khẩu vị. Ngày xưa ăn cái gì đó mà không chấm là không ngon, rất chán. Ngày xưa ăn rất mặn, rất cay, rất ngọt nên vị giác bị chai lì, lưỡi kém cảm giác. Trước đây đi ăn hủ tiếu phải cho tương vào, cho ớt vào mới chịu. Từ khi ăn gạo lứt rồi thì ăn một cọng rau luộc không cần chấm cũng thấy rất là ngon và thơm. Ăn bất kỳ thứ gì cũng cảm nhận được mùi vị rõ ràng, giống như khẩu vị của em bé vậy, và lưỡi thì rất là nhạy. Anh nói, hạnh phúc là không lo lắng về bệnh tật nữa, bớt đi suy nghĩ lo âu về bệnh, vui là hiểu được nguyên nhân của bệnh. Chủ yếu là do ăn uống mất quân bình âm dương gây ra. Nếu có bệnh, chỉ cần điều chỉnh ăn uống là khỏe ngay, phải chọn cách ăn để khỏe, ăn để sống, không nên chọn sống để ăn, tìm khoái khẩu trong ăn uống mà quên đi tính tốt xấu của món ăn. Bây giờ anh cảm thấy người nhẹ nhàng. Chế độ ăn của anh hiện nay dựa hoàn toàn vào thực dưỡng, lấy gạo lứt làm thức ăn chính. Anh rất quan tâm đến thực phẩm thuần tự nhiên và ăn chay, nên anh hướng hơn 150 công nhân viên của anh đều ăn chay buổi trưa theo anh. Anh ăn chay từ năm 1997 đến nay tròn 20 năm. Anh Lâm Vĩ Quốc sinh năm 1978, hiện là chủ tịch kiêm tổng giám đốc công ty cổ phần dệt TQT ở thành phố Hồ Chí Minh. TQT chuyên sản xuất dây giày, dây thun và các loại dây cho túi xách, ba lô, quần áo, nón bảo hiểm và dây dép để cung cấp cho một số nhà máy sản xuất cho những nhãn hiệu nổi tiếng.